Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 7 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Cho Tự Do với những nội dung chính sau đây. Viện Kiểm sát tối cao truy tố 10 người tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn. Truy tố cựu giám đốc chi nhánh Ngân hàng Việt Á tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Việt Nam dự kiến hoàn tất sửa chữa 4 tuyến cáp quang biển đến tháng 7. Báo cáo, số vụ tấn công mạng vào Việt Nam giảm trong năm 2022. Trong tiêu điểm nổi bật hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận. Giới trẻ không muốn làm việc tại cơ quan nhà nước. Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cùng 9 đồng phạm vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát 22 tỷ đồng. Cụ thể, những người bị truy tố gồm ông Chu Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên CNS, Vũ Lê Tùng, Phó Tổng Giám đốc CNS, cùng 8 đồng phạm là kế toán trưởng, chánh văn phòng, nhân viên phòng tài chánh, cùng nguyên thành viên Hội đồng Quản trị TIE. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 7 tháng 3. Theo cáo trạng, từ năm 2015 cho đến năm 2018, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các bị can trên đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Đến năm 2015-2016, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư của CNS tại công ty cổ phần TIE, CNS đã chỉ đạo người đại diện vốn xây dựng phương án thoái vốn để CNS phê duyệt và thực hiện. Tuy nhiên, các cá nhân và lãnh đạo CNS và TIE đã không thực hiện đúng các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng thông qua 2 lần thoái vốn. Ông Quảng Trọng Đức, cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội Ngân hàng Việt Á, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, theo truyền thông nhà nước loan trong ngày 7 tháng 3, ông Đức bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, ông Đức lại bị chuyển thành tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cùng bị thay đổi tội danh với ông Đức còn có ông Nguyễn Mai Phương, ngụ Hà Nội, là kiểm soát viên phòng giao dịch Đông Đô, Ngân hàng Việt Á. Theo cáo trạng, hai ông Đức và Phương đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành dùng thủ đoạn gian dối để cầm cố sổ tiết kiệm vay tiền, ký giả và hồ sơ vay tiền hoặc rút tiền từ Ngân hàng Việt Á để sử dụng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Phương và Đức đã giúp sức cho Thành và các đồng phạm thực hiện 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng của Ngân hàng Việt Á và 63 tỷ đồng của nhiều cá nhân khác. Do đó, Quảng Trọng Đức và Nguyễn Mai Phương bị thay đổi tội danh từ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 4 tuyến cáp quang biển kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế vừa có lịch sửa chữa dự kiến hoàn tất chậm nhất vào tháng 7 năm nay. Truyền thông nhà nước hôm 7 tháng 3 loan tin này theo nguồn tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP tại Việt Nam. Việt Nam có 5 tuyến cáp quang biển kết nối với quốc tế, nhưng cả 5 tuyến đều lần lượt gặp sự cố từ năm 2022 đến đầu năm nay và chưa thể được sửa chữa. Thông báo mới nhất từ báo nhà nước cho biết, sự cố trên nhánh S1, H1 kết nối đi Hồng Kông của tuyến cáp AAE1 sẽ được khắc phục vào ngày 23 tháng 7 năm nay. Đây là tuyến cáp có vai trò nâng cao chất lượng kết nối hướng châu Âu, Trung Đông, cũng như cung cấp bổ sung thêm dung lượng và dự phòng tới hướng kết nối đi Hồng Kông, Singapore. Tuyến này gặp sự cố vào tháng 11 năm 2022. 3 tuyến cáp quan khác cũng đã có lịch sửa chữa. Cụ thể, sự cố trên nhánh S6 của tuyến cáp APG sẽ được khắc phục vào khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 3 năm 2023 đến 27 tháng 3 2023. Lỗi trên nhánh S9 hướng kết nối đi Singapore và Nhật Bản của tuyến cáp này sẽ được sửa chữa từ ngày 5 tháng 4 đến 9 tháng 4 2023. Các sự cố xảy ra trên tuyến cáp biển AAG vào tháng 2 năm 2022 và tháng 6 năm 2022 sẽ được khắc phục trong khoảng thời gian 26 tháng 2 đến 15 tháng 4 năm 2023. Sự cố trên tuyến IA hướng Singapore dự kiến được sửa từ 5 tháng 4 đến 13 tháng 4 2023. Trước tình trạng cả 5 cáp quang biển bị hỏng, Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây cho biết Việt Nam dự định sẽ có tổng số 10 cáp quang biển kết nối quốc tế từ nay đến năm 2025,
trong đó có 3 tuyến do Việt Nam làm chủ. Việt Nam hứng chịu ít hơn các vụ tấn công trực tuyến và ngoại tuyến trong năm 2022 so với năm 2021. Theo báo cáo mới được công bố của hãng Kaspersky Security Network, số vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam được phát hiện trong năm 2022, theo báo cáo này, cũng giảm hơn 33% so với năm 2021. Cụ thể, số vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam được phát hiện và ngăn chặn trong năm 2022 là gần 42 triệu vụ. Theo báo cáo, số vụ tấn công ngoại tuyến tại Việt Nam năm 2022 cũng đã giảm 25,39% so với năm 2021 và giảm tới 54,74% so với năm 2020, với tổng số 121.542.272 mối đe dọa liên quan đến phần mềm độc hại phát tán qua USB, CD, DVD và các phương thức ngoại tuyến khác. Hoa Kỳ và Việt Nam vừa tiến hành lễ bàn giao hoàn trả mặt bằng đã xử lý ô nhiễm thuộc dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa giai đoạn 1 hôm 7 tháng 3. Theo truyền thông nhà nước, trong giai đoạn 1, dự án đã xử lý gần 30.000 mét khối trong tổng số 100.000 mét khối đất nhiễm dioxin. Tham gia lễ bàn giao có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Mark Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Aller Grupp, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam. Cũng nhân dịp này, USAID cũng công bố tài trợ thêm 73 triệu đô la cho dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Khoản tài trợ mới này thể hiện cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện trong năm 2023. Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa được khởi công từ tháng 4 năm 2019 với chi phí lên đến 450 triệu đô la và dự kiến kéo dài 10 năm. Đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã đóng góp 163 triệu đô la trong tổng số 300 triệu đô la dự kiến sẽ đóng góp cho dự án này. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày. Sau đây mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, chỉ 20% trong số 20.000 sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trả lời muốn đi làm cơ quan nhà nước. Tại sao người trẻ ngại cơ quan nhà nước? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Thấy bây giờ thì ngoài cơ quan nhà nước ra thì cũng có nhiều cái doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nước ngoài. Đại quốc gia thì nó cũng có nhiều cơ hội cho các bạn trẻ, đặc biệt những bạn có năng lực thì không nhất thiết phải vào cơ quan nhà nước. Em nghĩ là tư nhân chứ, tại vì cơ quan nhà nước thì em nghĩ là nó sẽ yêu cầu cao hơn về bằng cấp cũng như là kinh nghiệm. Tư nhân thì họ sẽ yêu cầu không quá cao, sẽ tạo cho cái người lao động, kiểu họ sẽ tạo cơ hội cho các bạn có thể làm việc. Còn trong cơ quan nhà nước thì em nghĩ là cần kinh nghiệm nhiều hơn để làm cái công việc đó. Mối quan hệ thì lúc nào nó cũng quan trọng mà, đúng không anh? Thì mình có mối quan hệ thì cái việc mình xin vào cái vị trí đó thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình. Cũng như là anh quen biết một người nào đó thì khi mà người ta đã quen biết người này rồi, người giới thiệu vào thì lúc nào anh sẽ cũng dễ dàng hơn là một người xa lạ. Thì trong nhà nước thì em thấy đa số là các anh chị lớn họ làm lâu năm, có kinh nghiệm lâu năm làm trong đó. Nên khi nhiều khi mình trẻ mình vào đó thì mình không có hòa nhập được. Đó là ý kiến của hai bạn trẻ đang làm cho công ty tư nhân. Theo họ, ngoài những lý do không hòa nhập, thì cơ hội phát triển năng lực ở công ty tư nhân hoặc nước ngoài là mối quan tâm lớn nhất đối với đa số các bạn trẻ. Ví dụ các bạn có năng lực và tìm được môi trường thích hợp để phát triển thì đôi khi những cái công doanh nghiệp tư nhân đại quốc gia họ lại có nhiều cái cơ hội để các bạn thể hiện năng lực của mình hơn. Em đang làm tư nhân thì em thấy thuận lợi hay là khó khăn gì cũng không có nhiều. Thì quan trọng là cái năng lực của mình thôi. Tại vì em cũng ra trường cũng lâu, cũng có kinh nghiệm rồi. Nên em đi làm thì người ta cũng nhìn vào cái kinh nghiệm đã có. Thì người ta sẽ đánh giá năng lực của em để người ta nhận em vô làm. Thu nhập cũng là điều mà nhiều người cho là các cơ quan nhà nước không bằng doanh nghiệp tư nhân. Thu nhập tại làm việc tại các cơ quan nhà nước thì không có cao bằng làm việc ở tư nhân. Thực chất ra thì cái này cũng do chính sách của nhà nước thôi. Tuy nhiên thì hầu như là bây giờ với cái đời sống hiện đại bây giờ á, thì người ta cái mức thu nhập rất là quan trọng. Tại vì họ phải trang trải rất là nhiều. Ví dụ như giá cả về
nói chung về mặt bằng chung thì cái giá cả nó leo thang quá, nó tăng quá. Thì cái vấn đề là người ta cái cần cái đồng tiền người ta sử dụng nhiều hơn. Giống như kiểu mà con cái học hành hay là sinh hoạt gia đình á, thì người ta phải bỏ đồng tiền nhiều hơn. Thì áp lực bắt buộc người ta phải cố gắng để người ta làm kiếm được một cái môi trường mà gọi là người ta mang lại cho người ta cái thu nhập nhiều hơn. Nên là người ta không có mặn mà việc mà vào cơ quan nhà nước với mức lương, có nghĩa là nó chỉ ở mức cố định là mỗi tháng bao nhiêu đó thôi. Ví dụ như làm doanh nghiệp nước ngoài thì tất nhiên khi mà năng lực bạn có thể là bạn giỏi một cái phần nào đó thì bạn vô được một cái bộ phận mà gọi là bạn phát huy được cái khả năng của mình á, thì bạn có cơ hội bạn thăng tiến nhanh hơn và bạn có một mức lương tốt hơn. Hiện tại đã em làm cho một công ty nước ngoài, em làm công ty của Mỹ. So với mặt bằng chung thì mức lương em cũng khá là tốt. Tại buổi tọa đàm giải pháp hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong ngày 2 tháng 3, một sinh viên xuất sắc của Đại học Kinh tế xác nhận trên tờ Thanh niên rằng thế hệ Gen Z đa số tiếp cận thông tin tuyển dụng của các công ty tư nhân nước ngoài và rất ít tìm thấy thông tin tuyển dụng trong khu vực công. Ngoài ra, sinh viên này cũng cho rằng giữa sinh viên tìm việc và khu vực công đang không khớp nhau trong quá trình tuyển dụng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đã cho Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.